Xin chào mọi người nhé. Bây giờ là buổi sáng và ở đây thì nước cũng rút hết rồi nên bắt đầu là đoàn của mình sẽ chuyển sang một nơi khác. Nơi đó sẽ có cái nơi mà ngập lụt ấy các thứ ấy. Thì bây giờ đoàn đi đông ấy thì cũng chia thành hai điểm. Điểm nào Bác Tài biết không? Em chịu đấy. Bác Tài không biết nữa, nói chung là bây giờ không biết. Đi theo rồi. Đi theo người họ chỉ đến đâu thì mình đi đến đấy thôi. Thái Lực cho xin vị trí xã của anh em mình đến đây Lực ơi. Trời mưa lớn nên sạt lở xảy ra rất nhiều. Và có rất nhiều nơi là sạt lở mà gây cả tai nạn các thứ nữa. Xe điện sợ đó. Thôi chứ còn đi có người nào ra đại diện ra đây nhận công xã bao nhiêu người. Bây giờ là bọn em muốn là như thế này. Thứ nhất là phải làm việc với lại một là người lãnh đạo biết là bây giờ cái đường bình thường đường dân sinh muốn đi người dân không bảo đảm được cái an toàn cho mình thì lấy đâu ra mà bây giờ đưa bà con vào đấy để thăm nữa. Nó quá phức tạp luôn. Vậy là cái đường là bây giờ là bị tắc không đi được hẳn đúng không? Cô lập luôn, bây giờ phải nói là bị cô lập. Xã này có bao nhiêu dân này, mình bốc đi ít đồ đặt đây ra đứng ra nhận. Chụp ảnh này đồng khu Hồng Bàng. Đúng rồi, mình như thế là rồi ok, cảm ơn anh nhá. Đi được. Các bạn vừa nghe cái anh trưởng thôn đấy, anh nói là cái xã này là bị cô lập vì mưa lớn và là nước sông dâng lên rồi lũ lụt với lại bị sạt lở, bị cái đường những cái đường đi các thứ là bị sạt lở nên bị tắc không đi được. Vì vậy đoàn mình là chuyển gạo và nước và thuốc vào trong đấy theo cái đường tàu bè đấy. Thì chuyến vào trong đấy và cũng muốn đi theo đó nhưng mà ấy bảo là rất là nguy hiểm nên không nên đi theo tại vì cái đường đi rất nguy hiểm. Suất bánh kẹo 2 4 rồi đi 30 đi ruột này cho 2 băng gạc nước muối sinh lý này băng gạc. Ừ, anh nhé. Băng gạc nhiều này bông băng này thôn Hồng từ đường em ơi. Thôn Hồng Bàng thuộc xã Đại Đồng đúng không? Rồi bây giờ bọn anh đang đứng tập kết ở đây rồi ngoài biến thuyền rồi đây có thuốc tiêu hóa rồi bọn tao bụng hả đây đổ ra đi để lấy cái túi ra để lấy được rồi lấy túi đấy lấy ra để lấy cái túi đổ ra để lấy cái túi cần đây cái túi người ta đi thuyền đang tắt nước nha đang ở trên đang con gì đây trên trên đây con gái nó ngắm đâu mà làm đâu.
Vận chuyển ở đây đấy, chuyển tay nhau đưa con đò nhé. Rất là phái lội đúng không? Phái lội là gặp được đúng không? Lội bùn á. Ai ba tạ như mấy? Xin chào mọi người nhá. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại Yên Bái, đang chuẩn bị cho vào trong xã. Gần như là chúng tôi đang em nào là hôm qua em chia nhau ra thì hàng rất là nhiều. Em là em gần 100 tấn hàng, nên là chia nhau ra các người. Hiện tại thì đưa vào trong đi. Đi sâu xuống nữa đi, sâu hẳn xuống dưới đi. Người đông mà cứ sợ gì? Cứ bỏ ngay đây này. Sâu vào đi. Người sắp xếp lại đấy mà. Người mà cứ lo. Sắp xếp là chỗ luôn đi, xếp càng một đoạn đi nhá. Xếp đồng hoàng luôn đi. Quay lên vài video nè. Đi anh em mình nhảy thuyền này đi cũng được này. Đây là khu thành phố nên đa số chỉ có mấy cái thôn ở trong cái khu vực sông này thì bị mưa lũ nó bên cô lập thôi. Tầm khoảng đến chiều thì cả đoàn đi xe vào những nơi vùng sâu vùng xa hơn để đưa những phần quà cho bà con ở trong đấy. Hai ông quay nhau đi, không vui.